Nam mô Phật. Kính bạch chư đại đức tăng ni và quý vị Phật tử, ngài hòa thượng thiền sư Đa An và trong pháp tòa. Bây giờ kính mời quý vị đảnh lễ ngài thiền sư vào đây. Sau đây là cái phần sinh giới, năm giới và tám giới. Cả năm giới và tám giới đều sinh một lượt. Tuy nhiên phần năm giới thì sau khi mà sinh hết năm giới rồi thì ba cái giới sau gọi là bảy năm. Kinh Bát Nhã Ba La Mật con xin thọ trì tám quy và tám quan trai giới nơi tam bảo để vân dân hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tám quy và tám quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bà Cô Ba Đo. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chân quả trên biên tri, do ngài tưởng ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bà Cô Ba Đo. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chân quả trên biên tri, do ngài tưởng ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bà Cô Ba Đo. Ngài là bậc A-la-hán cao tưởng được chân quả trên biên tri, do ngài tưởng ngộ không thầy chế dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bà Cô Ba Đo. Ngài là bậc A-la-hán cao tưởng được chân quả trên biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng
Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phép quy tam bảo toàn độ chế có bao nhiêu? Con xin vâng giữa đạo Phật là quy định xa sâu sắc sanh. Con xin vâng giữa điều học là quy định xa sâu sắc sanh. Con xin vâng giữa đạo Phật là quy định xa sâu trong cách. Con xin vâng giữa điều học là quy định xa sâu trong cách. Con xin vâng giữa đạo Phật là quy định xa sâu đại dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tham dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tham dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dạy dối không đỡ hòa tam chấp trai. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Chưa thiện tinh nên thọ trì ngồi dưới này cho được trong sạch và đang vẫn giữ hành theo cho đến trong đời con nên dễ vui. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn say giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn say giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự mua tới gần đường xem hoa nghe đường tình trang điểm thỏa bạc thơm dột văn và đeo trang qua. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự mua hát thổi kèm đường xem mua hát nghe đường kèm trang điểm thỏa bạc thơm dột văn và đeo trang qua. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi hơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao quyền. Hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được chấm lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vĩ lai. Thưa thượng tinh nên thể trì bát quan trai giới như được trong sạch trong ngày nay và đêm nay con nên dễ dùng. Dạ xin vâng. Đáp chung sanh đức sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới. Đáp chung sanh đức giàu sang cũng nhờ dữ giới. Đáp chung sanh đức giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cây nên chưa thiền tin và đáng thở trì dễ và chỉ được trong sạch công nên để làm nhờ. Xa thuốc xa có lần hai. Xin quý vị dạy trang 77. Phạm thiên bỗng ngắm mà ngồi khẩn khoảng. Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời. Nhắm mà vượng lòng gia ngày dời chân sang. Quyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy tính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trân như. Được nên hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giác vẽ toàn. Một lòng trở
lâu năm. Cha tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tất ta rõ ràng, thân ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh mọi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Himaya Dhamma Nu Dhamma Paripatiya Buddhang Pojemi. Himaya Dhamma Nu Dhamma Paripatiya Dhammang Pojemi. Himaya Dhamma Nu Dhamma Paripatiya Sangkhang Pojemi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ân cúng cao thượng, được chân quả chân biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy cho dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện ơn Tam bảo hộ trì viên giả, được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sợ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày gia đình hôm nay sẽ xin giải thích liên quan với hành giả đang theo khóa trong 10 ngày để cúng dường lễ tam hợp và những sự tu niệm kinh nghiệm. Hành giả trình lại những cái sự kinh nghiệm của mình. Kính bạch ngài, câu hỏi thứ nhất: thầy pháp hôm qua con đã nghe ngài nói về sự dễ vui. Thực sự thì ngoài những khóa thiền tích cực, còn lại con không hành thiền được bao nhiêu. Dù con đã xuất gia và không bằng đồng gì, trong con rất dễ vui, yếu đuối, xảo trá, và con thường nghe theo những suy nghĩ chứ không niệm được bao nhiêu. Trong khóa này, tuy con có đăng ký theo trọn vẹn thời khóa nhưng lại không theo được. Con chỉ cố gắng nghe pháp và ngồi được rất ít. Con cảm thấy mình đang đi luân quẩn, không vật, dễ vui, làm giới, rồi gian nan, không vật, dễ vui, vân vân. Cứ như vậy, không có lối thoát. Lúc này con ở xa thầy, gần ma vương, tâm lại yếu đuối và lừa đảo. Con nghe hoài, có giới, có định sẽ có tuệ, nhưng con làm không được và tự trách mình. Đời sống xuất gia thật là không dễ dàng với con, nhưng con cũng không muốn và hình như cũng không thể trở lui. Trên đường đạo con đã gặp nhiều những người bạn xấu và kịp học, bao nhiêu thói tật cộng thêm những cái xấu vốn có của mình. Lúc này con thấy thật buồn nản, con sẽ cố gắng niệm nhiều hơn để vượt qua. Con kính ngài chỉ dạy cho con cách vượt qua chính mình và qua từng thố chí não lòng. Câu hỏi và tôi đọc trả lời. Trình bày những cái tiến trình đã
giờ có tiền này, có gì xảy ra trong quá thể này, tôi giải thích rõ, không chỗ nào thắc mắc. Nhưng cũng không quên, không quên như thế nào, không quên là trong khóa thiền. Tuy con có đăng ký theo trọn thời khóa, nhưng lại không theo được. Con chỉ cố gắng nghe pháp và ngồi được ra kinh. Bây giờ có một đoạn nữa. Con nghe vậy, có giới, có định sẽ có tuệ, nhưng con làm không được và tự rất mặt. Giới định về người cư sĩ tại gia cũng như người xuất gia, khi nói con đường đi có niềm tin cho một vị giác ngộ và đã quy y cũng như đã xuất gia, nhưng quyển trục cuộc đời của mình đi theo con đường ngài đã quy y, hướng về ngài, hướng về lời dạy của ngài, đó là niềm tin. Bây giờ trong con đường của ngài thì nghe hoài có giới, cái định sẽ có tuệ, nhưng con làm không được và tự trách mình. Điểm này, điểm là làm không được là một chuyện khác, nhưng mà chỗ là khả năng làm tới đâu hay thế, nhưng mà chỗ tự trách mình, cái này đã là một cái sửa một chút thôi. Bằng cách nào đây? Nếu mình tin thức và có giới, bây giờ khóa thiền này dù không làm được tròn trong khóa thiền 100%, bây giờ có mấy phần trăm mà nguyện như khóa thiền, thầy có thiền nói là chúng ta đang tu học ba pháp hành, giới, định, huệ là tam học. Và tam học khi học giới thì có giải thích là giới, khi ở với giới rồi có định, và định sẽ có tuệ. Giới, có giới rồi, quý vị thọ giới rồi mới có định. Có gì cái nghĩa nào là định? Định là không suy nghĩ, nhưng việc suy nghĩ trung dung là quý vị tiền được bao nhiêu đó, mà quý vị nói là được rất ít nè. Con chỉ cố gắng nghe pháp và ngồi được rất ít, bây giờ nói rất ít. Nếu mà không có ngồi thiền và không có giới, đó là không có nói. Bây giờ nói về rất chút ít của cái hành thiền, rất chút ít. Bây giờ nói về giới là thì giới, ngộ giới, coi giữ tròn không, trong lúc bây giờ vừa rồi đó, mỗi ngày đó bà quan thế giới 227 giới của tỷ khu này quan ở đó nữa, cái giới của mình. Như vậy khi cái giới rồi, ngồi thiền được rất ít, coi cái rất ít của cái giới mà có rồi đó bao nhiêu chút ít nè. Nhưng khi mà có bao nhiêu cái đó là giới, có định rồi đó, cái giới rồi cái định. Định là có ngồi thiền rất chút ít. Khi thiền đây là chúng ta đang học tam học, cái giới có rồi định, nhưng định như thế nào? Định là không suy nghĩ. Như vậy không suy nghĩ được bao nhiêu? Bắt đầu đó, cái giới rồi định nè, định không suy nghĩ. Như vậy không suy nghĩ chuyện quá khứ, không suy nghĩ chuyện tương lai, đây là cái quả của cái giới. Đối tượng đầu tiên, hơi thở này, do đặc tính thân, đối tượng là thân quán niệm xứ. Đối tượng thân cái là tục đế, thân là gì? Tứ đại biết rồi, chú tâm theo dõi đặc tính của thân. Thầy trong thân đặc tính của nó, một vì sẽ cảm thấy được cân mềm bằng thân khiết, vì có giới, vì có định. Định là không nghĩ, suy nghĩ là phải ở trong hiện tại, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng,
chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Pháp hiện tại là danh pháp sắc pháp bây giờ đang ngồi đây và đang cảm giác tâm hai biết, hồn hai biết, quá khứ tương lai hai biết. Bây giờ là đây, bây giờ là sắc pháp. Tâm là cái danh pháp, nó sanh đổi diệt và biết cảnh. Biết cảnh như thế nào? Biết cảnh thân xúc rồi, xúc là cảm giác. Thân cảm giác là cái gì? Được cứng, được mềm, được nóng, được lạnh, được căng, chỉ động rung. Đối tượng đầu tiên của hành giả là phong đài, theo dõi hơi thở. Như vậy có hơi thở được theo bên nhân. Mà nếu biết thì biết, tâm là hay biết, tâm chú đời bận rồi thực tế. Có chánh niệm theo làng, chánh niệm sổ trí tuệ, chánh niệm tình giác, chánh niệm ghi nhận phần nhiều một chữ phần à tiếp đẹp phần à không suy nghĩ. Như vậy cái tiếng nói của chánh niệm khi nói phần bà rồi tâm thức là như vậy, dạ thà vô tàng nó như vậy, chánh niệm đó sẽ rồi thành thức nhận sự thật nó như vậy. Bây giờ di động căng di động rung. Đây nói là cái tuệ, tư duy tuệ, đó là samma sankappa, chánh tư duy. Thì nó vậy ta gọi là phong. Vậy bây giờ bột không thấy thì chỉ có chuyện động thôi, giãn ra coi căng thì động rung. Như vậy con người mất, thân mất, bận mất, chúng có cái cảm giác căng thì động rung mà mắt không mở. Hay cái đây gọi là tuệ tư duy. Rồi tuy nhiên khi mà suy nghĩ đúng hay đúng, suy nghĩ đúng, 1 + 1 là 2, 2 + 2 là 4. Quy ghi nhận đúng, tự nhiên nó trả câu hỏi đúng như vậy. Như vậy nghĩa là đã sát na nè, sát na biết làm gì. Đây khi nói là con ngồi được rất ít thì được rất ít là được ít như vậy đó. Và bây giờ quý vị nè, người đời đã có con heo, một ngày làm sao bỏ được một xu để đá tiền trong nhà bạn ấy như thế nào? Là cái cả khao đó đã xem tiền việc đó tự nhiên cuối tháng nó bỏ vào cái gì, có cái dòng lại nó tính từ đồng xu lên thế đó, từ đồng xu lên cái đó gọi là cái quả của giới đang sanh đành đang sanh khỏe. Còn giả như này, lúc này con thấy buồn nản. Còn nếu hành giả thấy buồn nản là một cái tuệ rồi đó. Sao buồn nản? Thấy buồn nản, khi buồn nản có một cái gì làm cho mình không vui ý. Bây giờ trong cuộc cái gì làm cho mình không vui ý? Giờ đời mình không muốn tới, mà đạo thì mình cũng không bỏ. Nếu vậy không bỏ mới có dự giới hoặc có thiền một phần nào đó tịnh chấn định để đưa tới cái sát na tuệ. Từ sát na tuệ vô chỗ nào thương nó hay là mừng cho nó, khi các pháp cũng đi nó thay đổi không ngừng nghỉ. Như vậy mà sống và bất bên thở vô không phải là của mình, và nó đi không phải là của ta, vừa còn gặp giá và trong đó trong trải lòng lòng đầy khi tuệ quán chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ vô thường xưa nay. Là như vậy phát ly phiền não đọa đài là thành tịnh đạo hai đài giác quả. Thì tuệ quán chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ đau thương khổ nạn ấy phát ly phiền não chán nhạt là thành tịnh đạo. Niết bàn tìm đâu? Đang đi tìm niết bàn. Câu hỏi như vậy thì câu trả lời lúc này con thấy bộ chán đó, tại thấy các thâm vi quả của ngồi thiền được bao nhiêu là trả diện, con sẽ cố gắng trả lại bắt đầu
tỉnh, con sẽ cố gắng niệm nhiều hơn để vượt qua. Đây là lời nguyện mới, đây gọi là thâm chánh tâm. Thâm chánh thanh trả lời pháp dục đấy rồi đó đấy. Thì cái này do cái vài câu kết luận của mình, bây giờ con sẽ cố gắng niệm nhiều hơn và vượt đó là cái tổ chánh kim chạy năm, và có cái này mà đi không làm được. Đó là câu hỏi của một vị thiền sinh nói như vậy. Câu hỏi thứ hai, con xin đảnh lễ ngài. Bạch ngài, con là một thiền sinh sơ cơ, khi con ngồi thiền con bày phóng tâm nhiều lần trong thời thiền, đôi lúc con kịp niệm phóng tâm và có khi một lúc con mới kịp niệm, xin ngài từ bi chỉ dạy cho con. Đây một chướng ngại khi ngồi thiền tâm không được tỉnh, biết rằng mình là một thiền sinh cũng sơ cơ mới bắt đầu mà ngồi không thấy gì nữa. Con ngồi thiền con bị tâm nhiều lần trong thời thiền, bị phóng tâm nhiều lần trong thời thiền. Đây nói về kết quả của sự kinh nghiệm trong ngồi thiền có một vị thiền sinh sơ cơ. Tới khi con kịp niệm phật, niệm phóng tâm, có khi một lúc con mới niệm kịp, thì chỗ này sự bỏ túc phải làm như thế nào? Khi bị phóng tâm thì làm như thế nào? Làm sao biết là tâm phóng? Hồi nào tới giờ không nói là tâm phóng, nhưng mà khi có chánh niệm, có chánh định rồi, có chánh niệm mới giải thích cho con ngồi có sự trường hạn quyền tâm phóng. Đây là cuộc đời của một người thiền sinh muốn tìm sự an vui, rồi gặp một vị lương y Đức Phật niệm trên những ngài học, nhưng mà học ra lại bị một trở ngại thấy lớn. Hồi nào tới giờ mình không thấy được tâm. Bây giờ ngồi không biết thiền như thế, bây giờ ngồi bị phóng tâm nhiều lần trong thời thiền rồi. Tại sao phóng tâm? Vì đối tượng đầu tiên thân quán niệm chứ, niệm thân, trong khi trí nhớ chưa già dặn theo dõi tâm, theo dõi thân được chặt chẽ, không được chặt chẽ, đây là chánh niệm đấy, chánh định đó, tự nhiên tâm bị phóng. Cái tâm này không phải bây giờ bị phóng, trong lúc hành giả mới ngồi đây, nó đã cuộc đời nó đã phiêu lưu trong cuộc đời sanh tử luân hồi, không bắt đầu không chấm dứt, cứ đi tới mới gọi là sanh tử diệt. Có một đời của kêu bằng luân, kêu là pháp luân, thì con pháp luân nó nào là phiền văn luân, phiền não luân, rồi nghiệp luân, quả luân, luân hồi như vậy. Ngồi thiền chỉ ngồi cái chánh định một chút thôi, thầy thấy được tâm của mình. Và nếu được thấy được tâm của này là một vị hành giả tin tưởng với Đức Phật, Đức Phật quy ngài tưởng Đức Phật phải quy pháp. Như vậy thấy tâm là cái gì đây? Phật hay là pháp? Tâm chính là pháp, danh pháp, thần pháp. Ngồi để mà thấy danh pháp, sắc pháp, thì sắc pháp đi đâu ngồi không có vấn đề gì, nó không có phóng. Bây giờ chạy thấy tâm phóng, đây là cái mà sư đại giới từ đường thiên, khóa thiền này người ta cách ly mà chúng ta phải thoát ly hay là xả ly. Xả ly, thoát ly hơn cách đây, nó là như vậy, nó đi đầu thai, nó bị bệnh dẫn đi, thì chúng ta phải thoát ly, xả ly khỏi điều kiện của tâm, điều kiện của nào? Tham sân. Như vậy tham sân có điều kiện đi tới, chúng ta mới không dưới điều kiện của nó, không điều kiện, không làm gì tâm, chỉ theo dõi nó thôi. Theo dõi bằng cách nào? Niệm. Nếu mà tâm phóng như vậy, niệm mà phóng cứ niệm như vậy, thì niệm
hành giả đôi lúc niệm thiệp mà phóng tâm à, rồi một lúc thầy niệm không kịp. Như vậy để bổ tức là niệm được rồi đó đó, rồi niệm không được như thế nào, phải thêm niệm không được. Thầy Đức Phật một tả dạy trong các đệ tử của Ngài có sáu pháp để mà giúp đỡ hành giả thoát khỏi à, gọi là thoát ly hay xả ly cái tâm khó khăn của nó. Có sáu, một là tiếng Pali gọi là Bhakusutta, phải nghe nhiều học rộng, nghe nhiều hành giả thích nghe pháp hay là học học giới, học định huệ, một điều kiện này giúp cho hành giả ít phòng tập. Điều kiện thứ hai là Pariputchakata, phải siêng năng, mọi điều phải là quấy đầy. Đây là thấy cái phải cái quấy của cái tâm. Thầy mấy câu hỏi như vậy, đó là hành giả phải có cái này. Rồi rồi điều thứ ba, Vanayepakatayita, như thế nào phải rành mạch trong giới luật này. Như vậy phải rành mạch trong giới luật một chút, giới luật như thế nào, còn sinh vân giữ đều học là quy định xa sờ sát sanh như thế nào, gọi là sát sanh, còn không sát sanh như thế nào. Thì ôi không sát sanh vật đó là cái chúng sanh nó còn sống này, nó còn sống mà. Rồi mình có ý muốn giết nó hoặc có ý muốn giết nó, rồi cái sức đánh nó, đập nó, giết nó, rồi nó chết do sức mạnh của mình giết nó. Bây giờ nó chết rồi, như bây giờ mình không làm như vậy, nghĩ vậy, như vậy giới của mình được trong sạch. Giới trộm cắp như thế nào? Ôi, dù bạn của mình vật đó à, mình không xin, không nên lấy vậy nè, vậy mình không vật có chỗ rồi, không được động, không được rời, từ khi mình xin. Hoặc là bạn nó rất là thân thiết à, cũng thân thiết, ờ cái gì dùng đi trong nhà của tôi, bạn tới à, để cái nhà này cũng như nhà của bạn, thì cái đó mình tự dùng được, bằng không phải xin. Khi mà nghĩ thế giới như vậy đó, giới tà hạnh như thế, ôi vậy vui với vợ của mình chứ không phải nghĩ đến một người khác ngoài vợ của mình. Như vậy mình nghĩ thế giới vật đó như vậy, khi mà nghĩ như vậy giới mình trong rập bắt đầu không có hoài nghi vấn đề giới vật của mình, không có hoài nghi vấn đề giới luật của mình, bắt đầu ngồi thiền có một cái tập định này, quỳ thân trong sạch, lời nói trong sạch, mình không nói dối, không nói gạt ai trong lúc bây giờ, không nói đâm thật, không nói vô ích. Quá như vậy ngồi thiền rồi cái tâm định hít vào phòng tâm rồi cái giờ đó bút tha xe với ta nên thân cận các bậc đại đức trưởng lão và học hỏi quỳ tới tu viện cái chùa chiền các ngài đi khi hỏi thăm sức khỏe thì nghe các ngài dạy, các ngài chạy gì tổng kinh vân vân nghe, rồi có khi gì thắc mắc vấn đề đạo đức thì hỏi các ngài đã trừ được sự phân tâm. Thứ năm là như thế nào, gọi là thứ năm vì nên có bản lành Kaliyan Namitata, bản lành một người tốt, một người để giúp đỡ mình có kiến thức sâu rộng, người thiện, người đó có giới trong sạch, là ngũ giới trong sạch, hoặc là biết lo người đó, tánh từ người đó, giúp lo Bồ Tát vậy đó. Đây như vậy mình gần gũi người đó rất là ca lợi, người đó làm gì cũng có lợi cho mình, lợi cho người khác, đó là người bạn lành. Điều thứ sáu gọi là Sapayakatha, nghe nói nhưng lời nào phù hộ. Mình nói người với cái chuyện của mình và mình nói người khác, người ta chú ý nghe và người ta cũng vừa thích với lời nói của mình, rồi sao cái pháp này làm cho ta bớt phong tâm, không bớt phong tâm bao nhiêu đó để bỏ tức một viên hành thả. Nói dù con bị phong tâm nhiều lần, hai con kia từ ngày thì bị như vậy.
đây cái điều đó là nó có hỏi thứ ba có một vị hành xã dạ mô Phật, con thành kính trở lại ngài, xin ngài từ bi giải thích cho con được hiểu. Sau khi con ngồi thiền và đi tinh hành, con tiếp tục thiền buồn thư cũng là thư giãn đó. Con đặt tâm vào bụng và ghi nhận sự phân xét. Sau vài phút, con cảm nhận được luồng gì mà con không thể tả được chập vào người con, đắp chập vào người con như là điện vị. Hết cái chập thứ nhất rất là nhanh, lại ngưng, rồi sau đó lại tiếp tục đến lần thứ sáu, thì con có cảm giác cả toàn thân con nhấc lên khỏi giường. Con vẫn nhắm mắt, tâm con biết được rằng cách mặt giường khoảng một gia. Con bắt đầu chú tâm quan sát cái thân nằm thẳng, cái thân nằm thẳng ngần yên một lát, và sau đó quay như cái quạt máy, như là nó quay như cái quạt máy, không nhanh mà không chậm. Trong lúc quay, còn có nghe âm thanh như là radio, giọng nói của người đàn ông, nhưng không rõ tiếng lắm và con không hiểu ngôn ngữ gì. Quay xong mấy vòng thì ngừng lại và từ từ đặt xuống lại vị trí cũ. Con tiếp tục nằm như vậy khoảng thêm 5 phút nữa và quan sát cảm giác toàn thân con thật là nhẹ nhàng, trầm xuống. Con kính thưa ngài, kính chúc ngài và nhiều sức khỏe an vui. Con tâm đạo. Đây, một người hành giả giải thích về trong lúc thiền của mình cách nào. Hành giả giải thích về cái sự buông thả, buông thư và đặt tánh vào bụng, này chú tâm vào bụng rồi ghi nhận phần xẹp đang tiến trình phần xẹp. Sau vài phút cảm nhận được một luồng gì đây, đây là cái cảm giác của một hành giả, cảm giác được một luồng gì mà con không thể tả được này. Nhớ quý vị tả được thì cái đó là chuyện hiểu rồi, hiểu đó. À, cái này là cái ly, cái này là cái zoom telephone, vân vân, đó là tả được việc con thấy trong đường, trong đời sống của con. Còn cái này một cái mà luồng mà con không thể tả được. Như vậy con phải ở trên thế gian này mà không có tưởng, như vậy con cứ mọc cháo, con cảm giác như vậy mới gọi là cái chân đấy. Tục đế đời sống của tôi, đây là đạo nà như thế nào? Tóc lòng bóng răng da thịt gân xương tủy thần tim gan như là phổi ruột già non vân vân. Như vậy phần đất 20 phần nước 12, con hiểu. Nhưng bây giờ đó, ngoài đó đó mà có cái cảm giác như vậy, không có đạo như thế nào, không có tóc, không có lăng, không có răng, không có da vân vân. Nhưng vậy trở lại cảm giác một cái chuyển động, mà không phải thấy con thấy cái chuyển động, con thấy người ta đi chuyển động. Nhưng bây giờ con nhắc cảm thì đây mấy người thấy được từ chân đế, tục đế, bùng đi xuyên thấu lại như vậy. Xuyên thấu gì? Xuyên thấu cái phong đại. Như vậy cái phong đại nó diễn tả như vậy đấy. Một cái chúng ta không diễn tả được, chế kinh nghiệm thôi, biết thôi, có cái gì mà rung rung, mình thấy rung rung, rồi mở mắt thấy người rung có phòng vậy nè. Nhưng mà cảm giác vậy chậm. Thôi bây giờ giống rung con người, giống nó điện chạy, mình thấy điện nó chạy hoặc máy chạy ánh sáng lại. Nhưng con người làm sao có cái chuyện đã đây, khi người ta dùng đó là nhờn điện,
điện của con người ta cũng dùng, hoặc là năng lượng ta cũng dùng một cái để giải thích mà trong con người nó có một cái lạ mà không diễn đã được ta đặt tên như vậy đó, này nhân điện hay là năng lượng hết chập thứ nhất rồi thân rồi đến bây giờ nó đưa nó hết cái chập thứ nhất rất nhanh lại ngưng, sau đó lại tiếp tục lần thứ sáu và cũng cho nó nhịp như thế, thì con cảm giác cả toàn thân nhấc lên khỏi giường. Bây giờ nói về đặc tính lên khỏi giường, mình nằm trên giường mà cho nó lên khỏi giường đặc tính kỳ gió. Khi mà máy bay chúng ta đi máy bay nói trước là đang boarding, landing, ok, landing là xuống, là boarding lên, bắt đầu nói chỉ nó lên, trong bắt đầu nó tua máy bay này gần không tới một phút sự kinh nghiệm, bắt đầu một bài chuyển lên nhẹ ở trên đất. Đây là một con người làm được gió mà đưa con người tự đi trên đất, mình không bây giờ ở lần chẳng ở chứ không, mà nó đưa con người là như vậy. Nhưng cái này không phải là đi máy bay mắt thì nhắm nằm ở giường, mà nó lại cảm giác như vậy. Bây giờ tới ở giường con vẫn nhắm mắt, tâm con biết được rằng cách mặt giường khoảng một dạ đầy, như vậy cái cách như là nó lên khỏi giường rồi. Đây gọi là cảm giác của tâm, trong bắt đầu chúng ta quan sát cái thân nằm thẳng ngần yên một phát, rồi sau đó quay, nó bây giờ đã quay rồi thầy, quay như này quạt máy này quạt máy thì gió mà như thấy bão đó, là những người không nhanh mà không chậm. Trong lúc quay còn cái nghe âm thanh như radio rồi, thì cái đó là ảnh hưởng tới cái trong thân gió mà lúc khi ù trong tai kèm tiếng ù tai, thì nó cũng có cảm giác đó, nó đi vô, hoặc giống như giọng nói của con người đàn ông. Đây nếu mà giọng nói của con người đều vào cái tưởng cái tiếng này giống như người đàn ông, với cái thiền này là khi như vậy quý vị cảm giác nhẹ thôi, nhẹ này, chuyển động, đây là niệm mà chuyển động nhẹ là như thế nào, nghe là tiếng động niệm nghe nè, không nói là radio là tưởng, đây thì nhưng giải thích thì được, phải niệm mà nghe radio cũng nghe tiếng người đàn ông cũng nghe, để xóa bỏ những tục đấy, duy chỉ nghe thôi là âm thanh gần nhất, đó gọi là quan pháp thiền thứ, nhưng không rõ tiếng lắm là vậy, là con không hiểu ngôn ngữ gì, thì đâu có giải thích về ngôn ngữ, cái đặc tính mà nó vượt qua ngôn ngữ rồi, vượt qua tục đế của ngày đời. Quay xong mấy vòng thì ngưng lại và từ từ đặt xuống lại vị trí cũ, con tiếp tục nằm và như vậy khoảng 5 phút nữa và quan sát cảm giác toàn thân con thật nhẹ nhàng trong suốt. Đây là sự giải thích của một vị hành giả này mô Phật. Trước khi được ăn vui, đây là câu hỏi của sáng nay. Bây giờ chương trình chúng ta xuống giường đã trong hợp các tham đạo về khắp ngắt với câu hỏi của quý vị, nên quý vị vừa phải, còn lại thì hay quý vị tiếp tục thiền để cúng dường rồi tu học giới định huệ ha. Còn 10 phút mời quý vị vào khoa thiền, chuẩn bị ngồi cho thoải mái, chỗ nào vì ở chỗ nào thì ngồi chỗ nấy, cúng dường Đức Phật, lễ tam hợp, cúng dường giới, cúng dường định, cúng dường huệ. Thế mà quý vị vào có giới rồi bắt đầu chánh tinh tấn hướng tâm trở về chú tâm chú nơi tục đế bụng, chánh niệm tới liền, chánh niệm trên từ trên xuống tâm ở nơi bụng, chánh niệm phần ở trên tâm sở nha, trước mặt, chánh niệm trước mặt, như vậy là
trước mặt là người đã không dùng mắt nhìn thấy, mấy chánh niệm ghi nhận, chánh niệm sở hữu đủ trí tuệ sanh một lực cho tâm này, cho nó có chánh niệm ở trong tâm. Thì chánh niệm là cái tiếng nói của chánh niệm, nói phòng mà đó là tiếng nói của chánh niệm, sạp à tiếng nói của chánh niệm. Nhưng vậy có tâm sở rồi đi cùng với tâm, thì tâm sở này gọi là sở hữu trí tuệ, tâm sở thiền hay là đạo đế. Yeah, chúng ta tiếp tục trên con đường bát chánh đạo, trên con đường độc nhất. Khi suy nghĩ, có chánh niệm ghi nhận liền, suy nghĩ, dù tốt, dù xấu, ghi nhận. Thank you.
khi vọng tới niệm, suy nghĩ hết vọng trở về với đối tượng đầu tiên, chuyển động, di động, căng. Yati tham mô mi pya ti ngana ti to.
Marana chamo mi marana nganati to sampe me piye manape na na pavo vina pavo kama sakami kama daya do kama yone kama pando kama padisarano yang kamang kresami kriyanang vapa pakangva tasdaya do kubisamiti sampe sankara nechati yada panyaya pasati tanem pindate dukkhe e samanko visuddhiya sampe sankara dukkhati yada panyaya pasati tanem pindate dukkhe e samanko visuddhiya sampe dhamma anantati yada panyaya pasati tanem pindate dukkhe e samanko visuddhiya anicca vata sankhara upada vaya tammino upanchandva nirochante e sangho pasamo sukho anicca vata sankhara upada vaya tammino upanchandva nirochante te sang bo patama sukha anicca vata samkara upada vaya tammino upanchandva nirochante te sang bo patama sukha te tam laya ta tam năm điều quan tưởng phải thượng sẽ cả ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua căn tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an ám ảnh lành ta đây sự chết ta sẵn dành thế nào tránh thoát ta tự sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật cả quý minh ta đi biết mà ta đi với nghiệp của ta dù cho thoát cả sau tao ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả bao phân minh kết thành khi tuệ quen chiếu tỏ tường các hành vốn dĩ vô thường xưa nay và ca ly phiền não của đời là thanh tịnh đạo ai hãy chớ quên thì tuệ quang chiếu tỏ tường các hành vốn dễ đau thương khổ nàng và ca ly phiền não chán nhàm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu vì tuệ quang chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thường là ta
Vakali phiền não akata là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Sa-thu lành thai hướng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi điện tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp đi tìm về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phương hành ma xa, lì cô chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phụ trợ nhân. Nhưng người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được vận an khương, chúng sanh bốn loài trong đường loạn thai thắp hoa đi nương hoa thành, giải thoát hoa bảo đêm hành đang mà dưng khổ truyền quanh đùa đầy, cầu cho hưng hạnh lâu dài qua thiện trí thức ca ngày mở mang, bằng tu sinh được bình an, cầu cho tâm chúng ta hàng hòa nhau, lại đem phong hành thân cao nhận qua lợi ích kết mau kiệt thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hoa đồng pháp phật rồi giao truyền, do sự phước báo mà chúng con đã mong sẵn làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ trần nơi tâm trong ngày vĩ lai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tri ân Ngài đã cho quý thiền sinh ở mọi nơi có cơ hội để chứng pháp sáng hôm nay. Bây giờ theo chương trình là chúng ta chia ra làm hai, nửa tiếng chúng ta đi kinh hành, sau đó nửa tiếng chúng ta trở về ngồi thiền. Và sau đây là phần
chuyển sang tiếng Anh. Now we will have the translation to English for the Dhamma talk this morning. This morning, Sado answered the question from the yogi. The first question is that one of the yogi is a I imagine that this is a nun. She ordained, and as a nun, has already ordained. She's a nun, and she signed up for this retreat full time. But then, as she followed the retreat, she felt that she cannot fully follow the time, the schedules, and she felt that the mind thinking arise, the thinking might arise often. She understands that she is practicing the precept, the morality, concentration, and wisdom, walking on this path. But even though she knows that, she felt that she cannot apply it to her practice. And she felt that being a nun, someone who ordained, who renounced the society, from society, is not easy. But that she felt that she cannot go back. She is gonna be continue to be a nun practice without going back, even though she felt that right now her practice is very, she's not making progress. She asked that Sarah help her to understand how to overcome this this feeling of almost giving up, but not giving up, but just how to overcome this difficulty of the practice. Sarah answered that we remember ourselves, everyone else, that we are in a retreat, but we are practicing from home. We are not at the center. First of all, we all have the faith. Faith in the triple gem, faith in the practice, faith in the teachers. And with the faith, then we put effort. Without faith, then we would not put effort. So with this faith, we are walking on this path that the Buddha has worked on. This path of morality, concentration, and wisdom. As we walk on the path, sometimes we feel that we can see the nature, sometimes we can walk quickly, sometimes we can feel there's a difficulty. So the same thing with the yogi, as she's practicing, she felt that it's not easy. And that is okay. The important thing is that as she try to almost the feeling that she have that she is not doing well, she almost self-blaming herself, and that should not be the case. She should know that and try to put effort, and that is all. We are continuing making it. We know the destination or where we want to go, then we just try to go there one step at a time. Sometimes we can run, sometimes we walk, sometimes we just crawl even. But whatever, sometimes we just stand still, but we just have to aware and not self-blaming ourselves. We have faith, then we just go forward. Beginning with the practice, we have to start with the morality. Like this morning, every morning, Sado begin with the allowing the yogi to take the precept. Five precepts or eight precepts for the devotees, and sometimes the monks, the nuns have their own precept to keep. So if the precept we know, then we keep it as much as we can, try with our intention. The intention to keep our precept, to not killing, not stealing, not committing sexual misconduct, etc. Then whatever, how much it is, then that's how much we can gain from morality. It's better to have little than none at all. So try to keep precept as much as you can, because we know that that's the foundation. The more precept that we can keep, the more easier for the mind to stay concentrated. So once the precept is kept, then the next step is to practice being mindful.
with effort, mindfulness, and concentration. When there's concentration, then there's no thinking. So we have concentrated mind, and the thinking will not arise. And to gain concentration, when we sit down, we need to understand what is our object to observe. The first object to observe, or the primary object that we observe, is the breathing. The breathing and the location that we aim the mind to is the rise and fall movement. And that will be our primary object, our whole object. And then beginning from there, whatever arises, we try to know everything. Wherever state of mind, whatever sensation, we try not to miss noting. And by doing that, then we are living at the present moment. Mindfulness is at the present moment. And the knowing mind continue to know what is ever happening at the present moment and see the nature that everything comes and goes, everything comes and goes. And that we see that everything in the body also comes and goes, arises and disappears. Everybody in the state of state of mind also, happy, joy, angry, delusion, just doubt. Whatever state of mind arrives, I mean, we know them at that moment that they arise, then we also see that they arise and disappear. So the important thing is trying to know them, and not analyzing, and not self-blaming, and not being sad, just practice with faith. And then we will see the nature as it is. We see that with the rising movement, there is the tension, there's the movement, there's the vibration. Seeing this is seeing the true nature of the movement. And then we are developing wisdom one step at a time. Sometimes noting the object, sometimes we see the body disappear. Don't worry about that. Just the nature of it. When you see the body disappear, then you begin to see the nature more clearly. The vibration, the movement, just vibration, just movement. There's nothing else. So as we continue to walk on the path, sometimes it's like saving. Every day we put a little bit penny, one penny into the piggy bank. Every day one penny, every day penny. Someday we put two penny, someday we put a dollar. So as long as we continue to put something into our piggy bank, then at the end of the month, at the end of the year, we will open the bank and we will see that we have a lot of accumulated merit. So in the same way, every moment try to put as much as we can, every minute, every hour, every day, and then by the end, maybe by the end of the day or the end of the retreat, we will see that we have accumulated so much merit with our practice. So when we feel the self-blaming arising, or sadness that we think that we are not making progress, or even doubt about the practice, just note them. The important thing is to be mindful, noting without missing. And it helps that we are determined. We have what we call the aspiration. We aspire to practice so that we can gain the liberation. And if that's the goal, then we are walking very confidently on the path until we get there. So with the determination, then we can overcome some of the difficulty along the path. So that's the first question. Now the second question, the yogi, he or she is a new practitioner, new meditator. And when sitting down, the yogi felt that the thinking mind arises object. Sometimes she knows them, sometimes she can know them, sometimes she cannot know them. And sometimes she can see the rising body movement, but most of the time the thinking mind arises object. So she wondered how can she overcome that. And that was the question. Sato answered that, how do we know that the mind is wandering? In life, usually we go with the flow, so we're not aware that the mind wanders.
But now, because we are sitting down and meditating, aware of the object, such as arise and body movement, and the mind wonder that we know. So now we begin to see the mind. See the mind arising with the wondering mind, and we see it, and we know wondering, and then we see that the wondering mind also arise and disappear. So that's what the practice is, for us to aware with the mindfulness and with concentration. And with concentration, then we begin to see how things arise, like the wandering mind. It arises and how it disappears. So this is part of the life of a yogi, life of a meditator. We begin, we are a new meditator, and so when we start, sometimes we have difficulty with the mind thinking, with the pain, with the sleepiness. But that is to is something that we can overcome with duration. We try to overcome with tolerance and to overcome them with noting. And one of the things is that because we are starting the meditator, so we cannot see the rising and falling clearly yet. And because of that, then the mind tend to go here and there, because it doesn't have anything to grab on. So that's why we need to start with the objects, the whole objects, and we need to aim the mind there with effort. And once the mind is there, the mind, you get to the object, then we try to note the rising and falling movement clearly, continuously. And because, and if we can do that, then the mind will have less wandering, because the mind has an object that it can stay focused on. When we practice, then we begin to see the mind, we see the body and the mind, and these are Dhamma. Dhamma is body and mind. This is what we live with. We live with our body, we live with our mind. The body doesn't know anything, but the mind knows. The mind, so the wandering mind is part of the mind, the feeling that we feel, pain, we feel, that's part of the mind. The body is just changing. The fire, the water, nature, the wind, the movement, but it doesn't know. So when we practice, we begin to see the objects and the knowing mind. Object and knowing mind. So that's mind and body. When we practice meditation, so that we can let go, we can be detached. We can detach from the attachment. We have less attachment, and with the practice, when we gain wisdom, then we can make weaken the defilement within our mind, such as greed, anger, delusion, and make them weak and slowly uproot them one by one. So this is what the practice is for, to get rid of the defilement within our mind, so that our mind can be healthy, so the mind can be peaceful, and the mind can gain wisdom. So, and go back to the practice, the essence is just to note, just be mindful of whatever happens right at the moment that it arises, without thinking, without pausing, without analyzing, just note them the moment that it arrives, so that we can see their nature. The moment that the arising movement arises, we know. The moment that the pain arises, we know. The moment that thinking arises, we know. At that moment that it arises, not before, not after. And because of that, we will see clearly that it arises and it disappears at that moment.